Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop lan rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 10 tháng 7 năm 2019. Chúc các bác một buổi tối thật vui vẻ và thật ấm áp bên gia đình yêu thương của mình. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Hình thức chuyển hàng của nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Khi các bác nhận hàng là thanh toán giúp em cả tiền hàng và tiền cước cho bên bưu tá, người ta đi phát cho mình nha các bác nhé. Và em lưu ý một lần nữa là tiền cước là do khách hàng chịu ạ. Bên em thì không miễn phí ship. Hôm nay thì cũng có một cái trường hợp, bởi vì sao em phải nhấn mạnh cái vấn đề đấy. Tại vì có những hôm nay có một trường hợp mà bác khi đặt cái đơn hàng chỉ có 200.000 thôi. 200.000 thôi, nhưng bác bảo là miễn ship cho các bác, cho bác đấy thì em cũng chịu luôn. Em đã nhắc rất là nhiều lần rồi. Đầu video nào em cũng có nói là bên em chuyển phát nhanh qua đường bưu điện và tiền cước là do khách hàng chịu. Nên là rất là khó nói. Không biết là đơn hàng 200.000 thì em lời được bao nhiêu nữa thì miễn phí ship nữa thì không biết là không thể miễn được phí ship rồi các bác ạ. Ở đây thì em lưu ý qua như thế nhé các bác nhé. Để các bác khi mà đặt hàng các bác cân nhắc cho em cả cái phần tiền cước chứ. Tiền cước vận chuyển đó. Tại vì chẳng ai người ta làm không công cho mình cả. Như kiểu nhân viên bưu điện ấy, người ta làm thì người ta cũng phải có cái đồng lương để người ta trả cho người ta chứ nhá. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà em có nhả những mặt hàng thuần, mặt hàng kg. Và bây giờ thì hiện tại là hơn 6 giờ. Tuy nhiên thì cái kết quả xổ số ngày hôm qua thì em vẫn chưa update được. Nên là tí nữa có kết quả thì em sẽ update và em sẽ công bố trên YouTube sau. Còn cái video này thì em sẽ tiếp tục thêm cái phần quà tiếp theo cho cái game thứ 3 này. Đấy, game thứ 3 này. Phần quà là gì đấy ạ? Phần quà đó chính là một chậu dendro mắt đen nha các bác nhá. Dendro mắt đen. Rất là bự luôn. Đấy. Dành cho bác nào là người may mắn nhất. Ngay may mắn nhất comment. Comment đúng hai chữ số cuối cùng của giải xổ số đặc biệt miền Bắc vào ngày mai. Và ngày mai đó chính là ngày 11 tháng 7 năm 2019 nha các bác nhé. Và em sẽ chốt kết quả đến 17 giờ ngày mai, tức là 5 giờ chiều ngày mai ạ. Em sẽ nhận kết quả đến thời điểm đấy. Các bác khi có comment các bác nhớ là cái nội dung là hai chữ số cuối cùng và cộng với cái số điện thoại của mình nhé các. Để khi mà em tìm ra người trúng thưởng thì em sẽ liên hệ để trao cái phần quà đấy cho chính tận tay đến các bác ạ. Đấy ạ, giới thiệu luôn cho mọi người đấy, chính là chậu dendro mắt đen đấy. Hàng này thì nó thật là rất là hiếm, thường thì sẽ có dendro xuân thôi. Dendro mắt đen rất là hiếm nhé các bác nhé, ít có đấy. Loại này thì cũng nở hoa vào mùa xuân thôi. Và có một cái điều đặc biệt là thời tiết bây giờ cũng khá là dịu rồi. Bây giờ ngoài trời đang rất là mưa nên là thời tiết rất là mát mẻ. Để gửi đi cho các bác hàng hoa lan nó sẽ đảm bảo hơn đấy, đảm bảo hơn cho mấy ngày sắp tới ạ. Và trước khi đi những mặt hàng kg trong phiên ngày hôm nay thì em sẽ đi qua những cái mặt hàng thuần nhất trước nhá. Em sẽ đi qua những mặt hàng thuần mà nhà em hôm nay có ạ. Hôm nay thì nhà em về những mặt hàng như sau. Em sẽ giới thiệu từng loại mặt hàng. Đa số là những mặt hàng nở hoa xuân, hoa Tết mà các bác sưu tầm rất là nhiều. Đây, trước tiên mặt hàng đầu tiên giới thiệu với mọi người đó chính là dendro xuân. Dendro xuân ạ. Nó cũng là một dòng của mắt đen, dendro mắt đen cũng là một dòng của dendro xuân. Tuy nhiên thì dòng đấy nó hơi khác một chút. Dendro xuân này thì em bán là 300.000 đồng một chậu. 300.000 đồng một chậu, vì số lượng còn ít thì em bán đồng giá luôn. Vì bình thường em bán là 350.000 đồng một chậu cơ. Vì số lượng dendro mắt đen hôm nay em về em chia thành từng hình nên là em sẽ bán đồng giá cái dendro xuân này. Một chậu thì được rất là nhiều thân. Có những thân thì rất là mập các bác nhá. Đang lên kỳ rất là khỏe khoắn này. Hàng này thì nhà vườn đã thuần tại vườn rồi nên các bác yên tâm về là nó quá hợp với khí hậu của mình rồi. Đấy, quá hợp với khí hậu của mình. Nên về mình chỉ cần tháo ra mình tưới nước hoặc là mình cho sang chậu mới trong trường hợp mà cây nó ra nhiều thân quả. Tiếp theo, mặt hàng tiếp theo đó chính là trầm lai giả hạt si linh. Loại này cũng khá là mới. Nó là dòng lai giữa dòng trầm và dòng si linh vùng Lâm Đồng. Để em cho mọi người xem cái mặt bông của giả hạt trầm lai với giả hạt si linh Lâm Đồng nha các bác nhé. Giờ đây là mặt bông này. Mặt bông của nó khi nó ra hoa phải nói là rất là sai. Đấy. Dòng này là dòng thân thòng, các bác có thể là cho nó thòng xuống hoặc mình ghép chậu đứng lên cũng được. Đây, cái mặt bông của nó rất là đẹp nha các bác nhé. Đây trầm lai giữa giả hạt si linh này, mặt bông của nhà vườn cung cấp. Và còn 4 chậu duy nhất này thì em sẽ bán với giá là 450.000 đồng một chậu. Đấy. Em bán đồng giá luôn 450 một chậu ạ.
một chậu thì thường có 3-4 thân. Thường sẽ có 3 thân dài này. Và một số kỳ nhỏ thì có chậu có, chậu không. Nói chung là nó cân đối nhau. Em chỉ lấy một số chậu để em về em giao lưu thôi. 300.000 đồng một chậu nhá. Chiều dài thân thì cũng khá là dài. Có những chậu thì nó sẽ dài 2 gang. Có chậu thì thân dài nhất là sẽ dài 2 gang rưỡi này. À, tiếp theo là 5 cánh trắng họng hồng ạ. 5 cánh trắng họng hồng, một mặt hàng quá là hot. Thì các bác khi các bác tham khảo trên thị trường các bác cũng biết loại này hot như thế nào rồi ạ. Em chỉ còn 3 chậu cuối cùng thôi. 3 chậu cuối cùng của 5 cánh trắng họng hồng. Thì em giới thiệu với mọi người tình hình như sau. Và em bán trung bình là 300.000 đồng một chậu, 300.000 đồng một thân. Loại này thì dòng 5 cánh trắng họng hồng này thì nhiều trên thị trường thì người ta bán cũng khá là dao động. Còn thời điểm Tết ấy, thì một cọng của nó có thể không dưới 400.000, không dưới 400.000 một cọng hoa nhé các bác nhé. Đây thì em có những hình như sau. Hình A2, em ký hiệu A2 là 900.000 này. A3 cũng gồm 3 thân, cũng 900.000. Tiếp theo là A6 ạ, cũng gồm 3 thân, cũng 900.000 nhé các bác nhé. Đấy, cái này là nhà vườn người ta phun nước vôi trong cho cây. Đấy. Anh nhìn cây nó hơi lấm chấm một chút. Tiếp theo đó chính là giả hạc Hawaii. Lô này về phải nói là đẹp mướt mượt mượt luôn. Quá là đẹp tuyệt. Em còn 5 giò giả hạc Hawaii. Mặt bông thì màu hoa trắng, màu hoa tím. Hai màu thì nó lẫn lộn với nhau và không phân biệt được. Thì bây giờ các bác đặt thì các bác sổ ra màu hoa nào mình chơi màu hoa đấy nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Một thân như vậy này, thời điểm Tết năm ngoái, một thân dài như vậy em đã bán là 250.000 đồng một thân rồi. Còn bây giờ thì cái giá thành em nhập vào nó rẻ hơn vì chưa đến cái mùa hoa của cây. Một số cây nó còn đang lên mầm đây này. Thân này cũng phải dài 80 cm rồi. Em còn một số giò đây, nhưng mà nó cũng rất là đẹp để cho mọi người sưu tầm. Hình B1 này, hình B1 là hình đầu tiên này. Hình này gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 đầu ngọn. 6 đầu ngọn, em bán là 1 triệu đồng. Trong khi đó là một đầu ngọn này thì nó khá là dị dạng. Đấy. Nó còn tách làm chẽ làm đôi này. Đấy. Giò này em bán là 1 triệu đồng này. Hàng rất là đẹp. Giò tiếp theo, giò này gồm có 2, 4, 4 thân dài, gọi là dài, và 2 cái kia nhỏ. 2 kia nhỏ thì 1 kia này thì nó mất đầu ngọn rồi, thì không tính. Và đang lên kia ở dưới này. Đấy. Thân rất là dài nhé. Cái thân dài cũng phải đến 2, 4, cũng phải đến 80 cm. 80 cm, hơn 80 cm đấy các bạn. Cái thân dài nhất, còn hai mấy thân kia thì nó ngắn hơn một chút. Thì em bán là 700.000 hình B2. Tiếp theo là hình B5 này. B5 gồm 3 thân. 3 thân này thì rất là dài, rất là dài. Đấy. Thân rất là mập ú. Rất là mập ú nhé các bác nhé. Hình này em để là 600.000. Đấy, 3 ngọn rất là dài đều nhau và mập. Tiếp theo là hình B7 ạ. B7 là một hình 1, 2 thân dài này. Thân 2 thân này thì nó ngắn hơn. Nó sẽ dài tầm khoảng 30 cm, 20-30 cm, trung bình là 30 cm này. Và một số kỳ nhỏ, rất là nhiều kỳ nhỏ ở dưới này. Chậu này bác nào lấy thì được rất là dôi kỳ. Tính ra thì một đầu ngọn nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng thế nào? Hơn 150 thôi. 150, mà trong khi đó mà lại còn thêm mấy kỳ nữa. Chậu này có là dôi kỳ luôn. Hình này em bán là 650.000. Và cuối cùng là hình B8 này. B8 gồm 4 đầu ngọn, 4 đầu ngọn. Và cuối cùng là hình số B8 ạ. B8 cũng gồm 4 ngọn. Hình này cũng rất là đẹp. Đấy, ngọn rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây là ngọn cũng đã khá là trưởng thành rồi. Từ giờ đến Tết là nó có thể dài đến hơn mét luôn. Hình B8 650.000 này. 650.000 hình B8. Em cũng có một số chậu giả hạc hồng ngọc à. Vì số lượng em còn ít thôi. Em bán là 90.000 đồng một cây. Giả hạc hồng ngọc nhé các bác nhé. 90.000 đồng một bầu. 90.000 đồng một bầu giả hạc hồng ngọc ạ. Hoa cho hoa thời điểm mùa xuân cũng rất là đẹp. Đây là bầu cây giống. Một cây trưởng thành của nó thì giá thành nó khá là cao. Thì các bác có thể sưu tầm cái loại cây giống này cũng được. Còn tiếp theo đây là châu Như Lai 5 cánh trắng này. Hôm nay em bán giảm giá luôn. Là một chậu em bán là 180.000. 180.000 đồng một chậu nha các bác nhé. Bác nào mà lấy hết thì em sẽ để với giá là 150. Vì hôm nay em bán xả luôn. Xả luôn bánh nóc luôn. Đấy. Có chậu thì 2 thân, có chậu 3 thân. Có những cái chậu nó sum xuê thì nó rất là nhiều thân như vậy kìa. Tiếp theo đây là nhà em có 1 kg trầm trắng. Em còn 3 chậu duy nhất này các bác này. Đấy, trầm trắng. Em còn hình A3,
3 thặng 3 ngọn 750.000. Loại này cũng là loại dòng sưu tầm. Trầm thì thường nó sẽ là, nó khá là ngắn, còn đây là cái dòng trầm trắng. Này là cái dòng lai khá là đặc biệt nên cái thân của nó có thể dài đến gần 1 mét đấy các bác nhá. Nếu các bác chăm tốt á. Tiếp theo là hình A6 này. A6 cũng gồm 3 thân, 750.000. Nói chung là em sẽ tính trung bình là 250 một ngọn. Còn cái hình này là gồm có cũng 3 ngọn, tuy nhiên ngọn này nó bé hơn một xíu. Đấy, ngắn hơn chút thì em tính là 600.000. Đấy. Và hôm nay thì nhà em về một lô trầm rồng đỏ quá là đẹp luôn. Thì do nó cũng khá là mất thời gian ấy, thì em sẽ quay sau cuối cùng clip nha các bác nhé. Thì các bác để ý qua những cái lô trầm rồng đỏ hôm nay về này. Hàng xanh mướt mượt mượt luôn. Quá là đẹp. Ngoài ra thì nhà em cũng có những chậu di linh Lâm Đồng này. Di linh bùng Lâm Đồng. Một chậu như vậy em bán là 280.000, hôm nay bán giảm giá đi. Những cái chậu một thân thì thân nó dài hơn, còn những chậu ít thân thì thân nó sẽ ngắn hơn một chút nha các bác nhá. Đây, những cái chậu em sẽ nhặt cây dài đi trước này. 280.000 đồng một chậu nha các bác nhá. Di linh xuân ạ. Còn tiếp theo đây đó chính là giả hạt châu Như, một bầu 52 như vậy em bán là 100.000 đồng một bầu. 100.000 đồng một bầu. Bác nào mà đặt hai bầu trở lên em sẽ để với giá là 190.000 hai bầu nha các bác nhá. Em còn một số chậu kiếm thái á, kiếm vàng thái á. Đây là hàng cây trưởng thành rồi. Tuy nhiên một số lá thì bây giờ nó sót một số chậu thì nó lá nó hơi bị gập như này vậy chút này. Đấy. Nhưng mà nó tỷ lệ nó ít thôi. Đấy. Thì một chậu bây giờ em bán là 400.000 đồng một chậu nha các bác nhá. Bán giảm giá luôn cho các bác. Hàng này thì là dòng kiếm rất là hoa, hoa đột biến rất là đẹp luôn, chưa sổ mặt bông. Chưa sổ mặt bông. Cho các bác về các bác bắt mặt hoa nhé. Kiếm vàng, còn không biết là lưỡi thì lưỡi gì thì các bác về các bác bắt mặt hoa. 400.000 đồng một chậu ạ. Và một mặt hàng em về hôm qua rất là nhiều và bây giờ chỉ còn số lượng ít thôi. Đó chính là thiên nga khủng ạ. Thiên nga khủng thời điểm này thì đang nụ này các bác ơi. Đây là nụ của thiên nga này. Vì cây nó khủng nên cái nụ của nó rất là to và bông của nó nở rất là to nha các bác nhá. Cây nào thì bây giờ nó cũng đang sưng nụ rồi. Có cây nụ ngắn, có cây thì nụ dài hơn. Đấy. Tuy nhiên thì thiên nga thì nó hoa nó cực kỳ đẹp. Chỉ có một vấn đề là cái lá nó khá là mỏng. Khá là mỏng nên là khi mà vận chuyển về chỗ em, nghĩa là từ khi về đến cửa hàng em thì một số lá đã chuyển sang màu vàng rồi. Một số lá thì nó đã chuyển sang màu vàng như vậy này các bác để ý này. Đấy. Tại sao cái lá của nó chuyển sang vàng như thế. Nhìn nó sẽ hơi mất thẩm mỹ một chút. Tuy nhiên thì cái thiên nga thì các bác biết rồi. Nó sống chủ yếu là sống bằng những cái giả hành này. Sống bằng những cái giả hành này. Chủ yếu là những cái thân củ này nó khỏe này. Sau này nó sẽ đẻ nhánh. Đẻ nhánh, đây là những cái cây củ già này. Mình không thể vứt đi. Mà nó đẻ nhánh này. Các bác nhìn này, nó đẻ nhánh sang những cái cây con khác. Sau này những cái cây này ra hoa nó cũng sẽ rụng lá như vậy thôi. Đấy. Nên là cái lá của nó thì bây giờ nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một chút thôi. Tuy nhiên thì những cái củ của nó là những cái củ rất là bự. Đấy, rất là bự, rất là khủng đấy. Đấy, nắm cả bàn tay vào cũng thấy sướng đấy, các bác nhá. Đấy. Hàng này thì hôm qua em giới thiệu thì có hai loại chậu, những loại chậu một thân như vậy này, em đang tính ở đây là cái chậu thân có lá nhá, là thân tơ, còn em không tính những cái củ già, tại vì chậu nào cũng ít nhất là cũng phải có một thân tơ và một thân già, đấy không phải chỉ có mỗi thân tơ đâu, tại vì thân tơ mà nó có xuất hiện thì chỉ có thân già nó đẻ ra thôi, nếu mà không, đấy. Thì một chậu như vậy, một thân như vậy em bán là 200.000 đồng một chậu. Còn những chậu nào hai thân, chậu hai thân tơ như vậy này, em bán là 250. 250 một chậu nha các bác nhá. Nên là nói qua cái tình trạng cây thiên nga, để các bác biết là khi các bác nhận hàng, một số lá nó sẽ hơi xấu một chút, nhìn nó xấu mã một chút, nhưng các bác về các bác chơi hoa và sau này nó cũng sẽ rụng hết thôi, rụng hết những cái thân già này và mình để sang cái lứa mới nha các bác nhá. Số lượng thì còn ít thôi, chắc còn 20 chậu nữa thôi. Về đến cửa hàng em thì nó đã vàng như vậy rồi. Đây em còn 3 chậu nù tam bố này. Đấy, nhìn thân nó quá là rất là nù và đẹp này. Đấy, em bán là 400.000 đồng một chậu nha các bác nhá. 400.000 đồng một chậu nù tam bố. Cái này nó bằng chậu sứ nên khi đóng gói cho các bác thì em sẽ cố gắng đóng cẩn thận nhất để gửi cho các bác tận tay cho các bác. Nó không vấn đề gì ạ. Và tiếp theo thì em sẽ quay đến cái lô dendro mắt đen. Đấy, dendro mắt đen ạ. Hoa nở thời điểm xuân nha các bác nhá. Lô đợt này thì em nhập cái giá thành chậu nó vừa túi tiền để các bác có thể sưu tầm ạ. Đấy. Một chậu bây giờ em sẽ đánh từ mã 11 D11 nha các bác nhá. D11 này. MD11 là 280.000. Cây này là chính là cái cây mà em giới thiệu ở đầu clip là phần quà cho các bác nào chơi game trong buổi tối ngày hôm nay đấy ạ.
Đấy, hàng quá là đẹp luôn các bác nhé. Chậu kia thì nó rất là to. MD11 này, em ký hiệu MD11, thân rất là dài này. Đấy, một này cũng phải đến hơn 3 găng tay luôn, tức là phải hơn 60-70-70cm mà vẫn còn đi ngọn. Có thể nó rơi tầm 1 mét, hơn mét luôn các bác nhá. Hình MD11 380 này. MD12 ít thân hơn một chút, 350.000. MD13 370.000. Đấy, thân này các phải nói là sức sống của cái cây dendro nó rất là khỏe. Những cái cây nó khỏe nó còn đẻ ki ở trên thân nữa cơ. Đấy, đẻ cả ki. Sau này các bác tách luôn cái ki này các bác trồng riêng sang chậu khác thì quá là đẹp rồi. Đấy. Đây, đang lên ki này các bác này. Đấy, MD13 370.000 này. MD14 400.000. Đấy, cây rất là khỏe khoắn. Hàng thuần tại vườn thì các bác đảm bảo các bác là hàng rất là hợp với khí hậu, về các bác chỉ cần tưới nước thôi, tưới nước hàng ngày. Còn thi thoảng mình tưới thêm B1 rồi những cái loại thuốc kích thích rễ rồi tăng trưởng cho cây thì rất là tốt. MD15 cũng 380.000. Đây, những cái thân nó mập hơn cả bàn tay ngón tay cái của em. Đây, có những thân mập bóng. MD16 này, thân này rất là nhiều thân. Đây là những cái nẹp mà em nẹp vào để khi mà đóng gói cho các bác. Nó sẽ đảm bảo tính cẩn thận hơn. Tuy nhiên thì em sẽ không dỡ ra. Thì các bác sẽ nhìn thấy một chậu nó rất là nhiều thân như vậy này, nó đang túm tụm với nhau này. MD16 400.000. MD17 cũng thế, cây rất là lớn và đẹp, 400.000. Tiếp theo là MD18 ạ. MD18 cũng là một chậu rất là nhiều thân. Chậu này quá là nhiều thân, 420.000. MD19 400.000. Thân mập ú mà nó rất là bóng nhá, rất là bóng mượt. Còn đây là MD20 370.000. 370.000. Đấy, chậu này cũng rất đẹp này. Rất là nhiều ki con đang mọc ở dưới. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi qua những mặt hàng kilogram trong phiên buổi tối ngày hôm nay. Hàng kilogram, những mặt hàng rừng và trong tối hôm nay nhà em có nhé các bác nhé. Đầu tiên thì em có một số hình. Trước tiên là hình của hỏa hoàng cam. Đấy, toàn những cây quá là tuyệt vời. Đấy. Hình hỏa hoàng cam đầu tiên này, một mẹ bồng 3 con này. Một cây lá rất là tuyệt. Hàng cây lá rất là to này, nhiều cặp lá. Cây thứ 3 này. Cây thứ 4 cũng là một cây mẹ con. Cây thứ 5 cũng là một cây mẹ con này. 5 cây này em bán là 150.000 đồng. 150.000 đủ cho các một giò hỏa hoàng cam rất là đẹp, hoa màu cam. Tiếp theo thì em có một lô đai châu. Đấy. Đai châu lô này thì em gọi là lô thôi, nó không có tên tuổi gì. Em cứ gọi một cây đai châu bóc trụ này, gồm một cây đai châu bóc trụ. Đấy. Lá rất là dày, lá rất là bản lá rất là to, cũng phải 3 gần 4 tay em này. Đây là cây thứ hai, cây này cây đai châu rừng. Đây ạ, đây là bông hoa của năm vừa rồi này, quá là sai luôn. Cầm cả cái cụm hoa này thì nó đây vòi hoa đấy các bác này. Tuy nhiên thì do nó bị mất một cặp lá này rồi thì em bán thanh lý hai cái cây này là 200.000. Tính ra chỉ có 100.000 đồng một cây thôi. 200.000 nhá. Tiếp theo, em có một cái lô đai châu này. Đây gọi là đai châu rừng Buôn Đôn các bạn. Đai châu Buôn Đôn. Còn đây đai châu, một cây đai châu rừng Lào, một cây đai châu gốc trụ này. Đây là đai châu rừng Buôn Đôn. Thực ra cái cây này là em cũng định là để lại 3 cây để ghép lên một cái trụ để chơi thử cái châu Buôn Đôn. Tuy nhiên thì cũng không có thời gian nên hôm nay em mang ra bán. Châu nào em nhập là Buôn Đôn thì em sẽ bán chuẩn Buôn Đôn. Còn châu nào em nhập rừng Lào hay rừng gì em sẽ nói rừng đấy nhá các bác nhá. Còn đây là 3 cây châu này, đây châu rừng Buôn Đôn này. Đây các bác để ý này, rừng Buôn Đôn nó lá, bản lá nó rất là dày. Và thứ hai là thường nó sẽ có những cái vết chấm chấm lấm chấm như vậy này. Đấy, cây này nó cũng có lấm chấm này. Bản lá rất là dày nhá các bác nhá. Đây là cây thứ nhất này, cây lá mít này. Định là ghép mấy cây này nhưng mà không có thời gian. Đây cây đầu tiên này. Đây là cây thứ hai. Đây là cây thứ ba. Cây này thì cắt rễ gọn gàng rồi. Ba cây này em để là 350.000. Ba cây đai châu rừng Buôn Đôn nhá. Và em có một cái bộ ba cái cây này rất là đẹp. Đấy. Cây này thì không phải là Buôn Đôn mà đây là cây rừng Lào. Đấy. Cây rừng Lào. Ba cây lá xếp rất là đẹp luôn.
Đây ạ, cái bộ ba cây này em sẽ quay chi tiết từng cây một này. Một cây lá mít này, đấy, xếp rụt luôn. Đấy. Đây là cây thứ hai này, cũng là một cây lá xếp rất là đẹp. Còn cây này là cây thứ ba, cây lá mít luôn. Đấy, bản lá quá là to khủng luôn các bác nhá. Còn cái hàng rừng thì các bác để ý này, một số cây thì nó hơi bị sâu lá. Sâu lá là chuyện hết sức bình thường, bởi vì bên ở ngoài rừng ấy thì thường rất là nhiều cái con sâu, côn trùng rồi đủ các thể loại con. Đấy. Nó ăn cây rồi nó cắn cây. Đấy. Nên là nhìn cây nó hơi lỗ chỗ một chút. Nhưng mà những cái ngọn của nó, trên ngọn của nó rất là đẹp nha các bác nhé, không vấn đề gì. Còn giờ các bác về các bác chăm thì đảm bảo các bác là hàng quá là đẹp luôn. Qua cái bàn tay chăm của con người ấy, thì cây nó sẽ phát triển hơn. Và có cả mình chăm, mình tưới thuốc rồi tưới kích thích rễ cây rồi, cái này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây ạ, chiều dài lá này, một gang rưỡi này. Bản lá thì đây, bản lá rất là to, gần 4 ngón tay của em chụm lại này. Đấy, to dày. Đây là cây thứ hai này. Em để thì nó đã chuẩn bị bắn rễ rồi. Thực ra ba cây này là em cũng định ghép lên một cái trụ, nhưng mà cũng chẳng bận lắm, chẳng có thời gian. Đấy. Bác nào ưng ba cái cây đai châu lá mít, bác nào ưng cặp ba cây lá mít này thì em để là 950.000 nhé các bác nhé. 950.000. Hôm nay em có một vài hình như thế. Và em có một số cái hàng combo. Đây là chỗ hoàng thảo lông trắng này. Hôm nay em về có 3 nạng này, thì chỗ này em để hết là 100.000 chỗ hoàng thảo lông trắng này. 100.000 chỗ này cho các bác về các bác làm giống nhá, được rất là nhiều. Đấy. Tiếp theo là cái một cái mớ combo giữa hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua được rất là nhiều cây. Đấy, đang lên mầm rất là đẹp. Vì số lượng nó còn lại nó ít quá nên em cho vào cái combo luôn để cho mọi người trồng luôn này. Combo môi tua. Và đây là cái combo với ý thảo ba màu, cũng đang lên mầm. Đây cái ý thảo của nó đây, đang mầm. Hàng rất là đẹp. Ý thảo ba màu, hoa nó rất là đẹp, có ba màu rất là đẹp nha các bác nhé. Combo này em để là 180.000 hai loại. Em có ba cái cây dendro, dendro màu thanh lý này. Đấy. Nó trụi hết lá rồi. Nó đang đẻ con này các bác ơi. Một cây này, đây là cây thứ hai này, ra hoa quanh năm luôn đấy các bác nhé. Cây thứ ba, đây cây thứ ba đang lên mầm này. Thanh lý ba cây này là 100.000 này, 100.000 ba cây. Hàng này những cái cây nào giá trị nó ít thì em sẽ gửi cho các bác, những cái bác nào mà đặt số lượng rồi đặt kèm cây nhé, chị em không gửi một bộ ba cây này các bác. Đặt cái cây có 100.000 mà gửi đi liền cước ra là 50-70.000 thì lúc đấy là rất là ngại. Đấy. Em không thích là khi các bác đến nơi rồi các bác lại phàn nàn về cái vấn đề tiền cước. Vì cái tiền cước là tiền nó có quy định chung rồi, quy định chung của bên bưu điện rồi. Đấy, nên là rất là khó. Em bớt cho các bác một chút thì nói thật là nhiều khi cũng không có một chút lời nào, mà mình còn phải trả cho cả nhân công đó. Còn tiếp theo đây là dáng hương bạch nhạn ạ. Hôm nay về cái lô này thì cây cũng khá là lớn. Đấy. 70.000 đồng một cân. 170.000 đồng một cân bạch nhạn nha các bác nhá. Cây lô đợt này nó có to hơn những cái lô khác. 170.000 đồng một cân này. Mặt hàng tiếp theo hôm nay nhà em lại cập bến thêm, đó chính là trúc Phật Bà này. Đấy, trúc Phật Bà. Em bán là 500.000 đồng một cân, hàng mới về rất là đẹp, hôm nay về có chục cân thôi. Các bác nếu mà lấy số lượng ít ấy thì các bác nên lấy những cái khóm vừa vừa thôi. Tại vì nó được rồi, còn nếu mà lấy cái khóm to ấy thì chỉ cần một cái thân của nó đã một hai vài nạng rồi. Đấy. Nhưng mà trúc Phật Bà nói qua là cái dòng này thì một thân, một khóm của nó thì chỉ có duy nhất một thân tơ thôi. Đấy. Cái dòng này nó là vậy. Còn hoa của nó rất là đẹp, hoa rất là đẹp. Nhiều các bác sưu tầm cái loại này. Và hàng thì nó thật nó không có hàng nhiều. Mặt hàng tiếp theo nhà em hôm nay về thêm, đó chính là hoàng nhạn tháng 4. Lâu lắm rồi lại có hoàng nhạn tháng 4 ạ. Lâu hôm nay thì đa số là cây cũng to nha các bác nhá. Em bán là 450.000 đồng một cân, 450 một cân. Cũng cây chung chung. Nói chung là lô đợt này thì cây nó cũng đều cây hơn. Đấy. Ít có cây nhỏ, mà cây nhỏ nếu mà các bác lấy cây nhỏ nha thì em sẽ bán là 400.000 đồng. 400.000 đồng nếu các bác lấy cây nhỏ. Còn nếu mà cây lớn thì em bán là 450. Cái hàng cây nhỏ, cây giống cây nhỏ xíu ấy ạ. Hoàng nhạn tháng 4 nhá, hàng vừa mới về. Mặt hàng tiếp theo nhà em có đó chính là kiều tím miền Trung.
hàng về, nói chung là hàng đợt này nô về rất là nhiều lá mà đẹp này. Đấy, rất là nhiều lá nha các bác nhé. 320.000 đồng một cân, kiểu tím miền Trung. Còn tiếp theo đây là báo hỉ ạ, báo hỉ 150.000 đồng một cân. Đấy, cái lá báo hỉ rất là nhanh chuyển sang cái màu vàng ấy. Chủ yếu là cái thân của nó rất là khỏe nha các bác nhé. 150 một cân này. Còn tiếp theo đây đó chính là ngọc thạch ba màu này. Hôm nay về thêm một cái lô ngọc thạch ba màu. Đấy, đang lên mầm, rất là đẹp. 180.000 đồng một cân, ngọc thạch ba màu nha các bác nhé. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg khác này. Em vẫn có đó chính là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên đấy ạ. Rất là tươi nhiều lá, 200.000 đồng một cân. Còn đây là hoàng phi hạc. Cho lẫn một cây nhất điểm hồng ở đây đây. Hoàng phi hạc 150.000 đồng một cân, 150 một cân hoàng phi hạc này. Tiếp theo đây là vảy rồng. Vảy rồng ạ. 130.000 đồng một cân. Từng mảng như vậy này. 130 một cân nha các bác nhé. Tiếp theo đây là dáng hương đuôi chồn tím này. Chồn tím, cây nó vừa thôi. Đấy. 250.000 đồng một cân chồn tím ạ. Còn đây là một lô hoàng lạc về rất là đẹp và nhiều lá. 150.000 đồng một cân. Dáng hương chồn trắng ạ. 220.000 đồng một cân. Đấy. Chồn cây nó vừa thôi. Nó không có cây to hẳn, nhưng mà được cái là nó được rất là dôi cây. 220.000 đồng một cân. Nhất điểm hồng 130.000 đồng một cân. Hạc vị Bắc. Hạc vị Bắc chỗ này chắc chỉ còn cân hơn cân một chút thôi. 180.000 đồng một cân hạc vĩ ạ. Còn đây là sóc lào này. Sóc lào em bán là 130.000 đồng một cân. Và hôm nay thì về thêm một cái lô long tu xuân này. Lô long tu xuân hàng mới về nhé các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Long tu xuân, lô hôm nay về đa số là hàng cây dài dài này. Hàng rất là đẹp. 280.000 đồng một cân long tu xuân này các bác nhé. Đấy, long tu thì được cái dòng rất là dễ ghép, dễ trồng luôn. Dễ trồng, dễ ghép. Hàng dài thì nói thật là nó rất là đẹp. Tuy nhiên có một số lưu ý là những cái ngọn dài đấy. Có một số ngọn thì em cũng nghĩ là sẽ có một số ngọn, cái đầu ngọn nó sẽ khó giữ đấy. Thì nói qua để cho các bác lưu ý như thế nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay về số lượng nhiều. Còn tiếp theo đây đó chính là quế tím này. Quế tím 170.000 đồng một cân. Cẩm báo này, cẩm báo có khoảng hơn 1 cân này. 250.000 đồng một cân cẩm báo này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Cẩm báo 250 một cân. Còn tiếp theo đây còn một ít nhất điểm hoàng này. Em bán xả luôn là 100.000 đồng một cân. Cân lên chỗ này chắc chỉ cần 1 cân thôi. Còn tiếp theo đây là trầm vàng này. Trầm vàng 35.000 đồng một lạng. 35.000 đồng một lạng nha các bác nhé. Cho các bác về các bác làm giống. Đây, có những khóm to như vậy. 35.000 đồng một lạng. Còn tiếp theo đây là hoàng thảo Trần Tuấn ạ. Hàng bây giờ thì nó hơi trụi lá một chút. Không có tí lá nào. Và thứ hai cái mầm của nó thì nó lên nó cũng hơi có một chút lỗi. Thì em bán là 130.000 đồng một lạng ạ. Trần Tuấn, hoàng thảo Trần Tuấn ạ. Đấy, cây nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. 130.000 đồng một lạng nha các bác nhé. Và cuối cùng thì một mặt hàng nữa thì em muốn giới thiệu luôn. Đó chính là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ hôm nay có 14 mã thôi. 14 cái mã trầm rồng đỏ. Hàng hôm nay là hàng quá là đẹp luôn các bác nhé. Hàng cây trưởng thành rồi. Đấy. Cho các bác soi từng cây một. Thì em sẽ đi qua từng mã và các bác đặt hình nào thì báo em ạ. Giới thiệu cho mọi người đầu tiên là chậu thứ nhất này. Gồm 3 thân. Đấy. Chiều dài thân. Đấy. 1 gang tay, 2 gang tay. Cũng phải đến 2 gang rưỡi rồi. Đấy, 2 gang rưỡi rồi các bác nhé. Hàng rất là lớn, cây lớn là đẹp luôn này. Em sẽ quay nhanh thôi. Đấy. Tại vì thời lượng video cũng khá là nhiều rồi. Hình 1 em để là 800.000. Trầm rồng đỏ thì Tết thì các bác biết một cái thân dài của nó ấy, khi mà xuống lá như kiểu cái thân như vậy này. Thì nó đã rơi vào tầm khoảng là hơn 300, 350 cũng có. Đấy. Ví dụ đây là hình thứ hai. Hình này thì lại gồm 2 thân. Một thân dài và một kia nhỏ ở dưới. Thì em bán là 320.000. Đây, thân này phải đến 3 gang ấy. Đấy, phải đến 3 gang tay của em. Thân lá thì quá là đẹp luôn. Mập Hình 2 320.000. Hình 3 gồm có 4 thân. 4 thân này.
1 triệu đồng. Hình 3, 4 thân, 1 triệu đồng. Hình số 4 này cũng gồm 4 thân, tuy nhiên thân này nó dài hơn một chút thì em để là 1.050.000. Gồm 4 thân nhé các bác nhé. Tiếp theo là hình số 5 ạ. Hình số 5 thì gồm có 3 thân dài và một kỳ nhỏ đang mọc ở dưới này. Em để là 820.000. Riêng một cái kỳ nhỏ dưới này người ta đã bán ra hàng cây giống là 100.000 đồng một cây rồi. Hình 5 này. Tiếp theo là hình số 6 ạ. Hình số 6 750.000. Gồm 3 ngọn này. 3 ngọn 750.000. Tiếp theo là hình số 7 ạ. 7 gồm 3 ngọn. 3 ngọn dài hơn một chút 780.000. Đấy. Nó nhỉnh hơn một chút là 780.000 3 ngọn này. Tiếp theo là hình số 8, 8 ở đây. Hình số 8. Đây, hình này đẹp chưa? 4 ngọn này, 4 ngọn. Khá là đều nhau. 1.050.000 4 ngọn này. Hình số 9. 800.000 gồm 3 ngọn. 3 ngọn rất là đẹp, 800.000 hình số 9. Hình số 10. Hình số 10, 720.000. Hình này cũng gồm 3 ngọn, tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề này. Những hình nào nó 3 ngọn mà nó rẻ hơn một chút thì các bác để ý này. Cái lá của nó khi mà vận chuyển nó hơi bị sứt một chút nữa này này. Đấy, còn ngọn không vấn đề gì các nhá. Ngọn không vấn đề gì, em giảm giá luôn là còn 720.000. Còn tiếp theo là hình số 11 ạ. Hình 11 gồm 3 thân 750.000. Hình này thì có một cái lưu ý là cái lá này, lá thứ hai này cũng bị hơi chớm chớm một chút, nhưng mà cái ngọn không vấn đề gì. Chủ yếu là cái ngọn của nó khỏe các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 12. 1.100.000. 1.100.000 gồm 3 thân dài và 2 thân ngắn hơn một chút. Hai thân ngắn này nó cũng phải trên 20 cm. Đây, hai thân ngắn này nó cũng phải trên 20 cm, hơn một gang tay của em nhé các bác nhé. Hai thân ngắn này, còn ba thân này dài thì ba thân này còn chưa dài đâu. Một gang này, hai gang rưỡi các bác nhé. Gọn dài nhất là hai gang rưỡi này. 1.100.000. Tiếp theo là hình số 13. 1.050.000 gồm 4 thân rất là đều nhau, 4 thân đều nhau này. 1.050.000. Và cuối cùng là hình rất là khủng này. Đấy. Hình này khủng lắm các bác ơi. Một gang này, hai gang. Đấy, hai gang rưỡi, thân này nhất cũng khá là đều nhau. Gồm có 5 thân. 1 2 3 4 5. Hàng này đẹp không tì vết này. Đó. Hình 14 này thì em để với giá là 1.250.000. Đấy. Hàng rất là đẹp nha các bác nhá. Lô hôm nay thì lô này về cây cát là khủng bố, rất là đẹp luôn, xanh mướt mượt mượt. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0393 998895 và số điện thoại là 0966 121377. Bên ngoài trời thì đang mưa rồi thì chúc các bác một buổi tối có một giấc ngủ thật là ngon. Và sau đây em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác trong phiên tối ngày hôm nay. Các đơn hàng này em sẽ gửi trong ngày mai nhé các bác nhé. Và có một lưu ý nữa, đó chính là các bác khi đặt hàng lưu ý giúp em cái tiền cước vận chuyển do khách hàng chịu nha các bác nhé. Và xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong phiên ngày mai ạ.